Chào chào chị Phượng. Thì cho em hỏi vài thông tin về cái khu vực của mình sinh sống như thế nào nha. Thì cái khu này chị sống lâu chưa chị? Chị ở đây lâu rồi, Chị Phượng ở đây được bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm rồi? năm 2016. Rồi chị thấy cái khu vực này mình sống nó an ninh không? Nói chung ở đây thì không có scare gì hết á. Nói chung chị này cũng sợ mấy đó, nhưng mà ở đây nói chung là không có gì đó, nó yên ổn lắm. Để nói chung là mình nếu mà tin mà đất đai đó là ổn định, Ở đây có bị ngập nước gì không chị? không queo à. Chỗ mấy cái hẻm khác vậy chứ chị là đây cũng sợ ngập, lúc đầu mình sợ chứ trời mưa lớn gì lớn chút xíu nữa hút cạn luôn á. Rồi người dân ở đây thì hiền hòa hả chị? Nói chung người lớn người ta hiền lắm, ta không có mà gì, nói chung ai cũng lo làm, sáng ta đi làm công nhân chiều ta về, ban ngày là bồng hiu à, chiều với sáng là ta đi gần 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 cái đường mình, chứ với lại đường đường này à, ban ngày là chỉ có mình chị phụ với lại bà ngoại ở nhà, cái sáng là đường phố đường hẻm mình sạch sẽ, chị quét không là ai đi cho sạch sẽ, đứa nào cũng đi hết. Ok, dạ cảm ơn chị Phượng nha, để cho quý anh chị khán giả nắm được cái thông tin nhà cửa xung quanh đây như thế nào á. Nói chung là ở đây là an toàn, không phải như thành phố mình chỗ này chỗ kia sợ hồi hộp, chứ Ở đây nó lên quận dễ đi 8 hơn cũng gần hả chị? đi chút xíu. Hồi lúc chị mới về chị ngán chứ đi riết, giờ đường nó mở rộng rồi đây nè. Mình Ờ, đi 30 phút ha. đi học cũng khỏe lắm. Còn bên chị ha, đi học hồi lúc mẫu giáo cũng đi qua bên Tân Phước này, đi qua cái đường hẻm này rồi đi học từ lớp 1 cho đến lớp 9 luôn á, là đầu đường mình thôi, hai cái trường kế bên. Rồi, em cảm ơn chị Phượng nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Lộc Nguyễn mến chào quý anh chị. Lộc Nguyễn rất là vui khi được gặp lại quý anh chị trong những cái thước phim, những cái video mỗi ngày ha. Và hôm nay là một căn nhà mà Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị rất là đặc biệt ha. Vị trí nhà nó nằm trong cái đường Tân Phước và cách ngã ba Tân Kim đó quý anh chị chỉ tầm khoảng 500 m thôi. Và khu dân cư ở trong đây á rất là đông đúc và sầm uất, thì người dân đây rất là hiền hòa, cũng như là cống đường xá thế nào đó thì nó đã hiện hữu hết rồi, tuyệt đối là không có bị ngập nước nhau quý anh chị. Đó, thì nhà chúng ta là một căn nhà cấp 4 đã hoàn công đầy đủ cho quý anh chị rồi. Thường những căn nhà mà Lộc Nguyễn review ở khu vực ngã ba Tân Kim á, ít có căn nhà nào nào mà nó hoàn công pháp lý nó rõ ràng như cái căn này nha quý anh chị. Nhất pháp lý, nhì vị trí, thì căn nhà này chúng ta hội tụ hai cái điều kiện đó luôn. Và đường là đường xe hơi chúng ta đi vào đến trong căn nhà này luôn nha quý anh chị. Nhà chúng ta thì có cái diện tích á là 100 m², ngang 4, sâu vào là 25 m, nằm trong cái hướng tây bắc luôn nhau quý anh chị. Nhà chúng ta thì Lộc thấy rất là kiên cố từ phía mặt tiền bên ngoài nè, tường nó được ốp gạch khá là cao cho quý anh chị luôn ha. Đó, nhìn là cảm giác rất là chắc chắn luôn. Đó. Rồi đi vào bên trong nhà thì qua một cái cánh cổng khá là rộng, nó rộng tầm khoảng 1,5 m quý anh chị. Đó. Rồi ở đây thì cửa sắt thì được sơn tĩnh điện với cái tông màu xám nè. Đó, cửa rất là cao nha, hai cổng nha. Rồi đi vào bên trong khu vực sân nào quý anh chị, một cái khoảng sân rất là rộng luôn, siêu siêu rộng luôn quý anh chị. Đó, tường rào thì đã được khùm bao rất là kiên cố cho quý anh chị, làm cho quý anh chị một cái mái che ra ha, để che mưa che nắng. Ở khu vực này thì chủ nhà cũng để một cái bộ ghế đá nè đó cho chúng ta ngồi đây. Rồi bên tay phải có cây phát tài, và đặc biệt nha, cái khu vực này nó có một cái hồ cá cho quý anh chị luôn đó, nên rất là thích hợp cho những quý anh chị nào thích nuôi cá đó. Một cái khu vực nhìn rất là đẹp nha quý anh chị, chiều chiều chúng ta ngồi ở cái ghế này đó, rồi nước chảy róc rách nhìn ngắm cá thì rất là thích luôn phải không quý anh chị. Rồi bên tay trái nè có một cái vòi nước cho quý anh chị đó, để cho quý anh chị nè thuận tiện để chúng ta sao ạ, vừa rửa rửa xe cũng như là tưới cây đó, rất là hợp lý ha. Khi mà quý anh chị bước vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái sàn, sàn rất là cao nha quý anh chị, sàn này là giật cấp lên luôn nè đó, sàn rất là cao và có một cái đường dẫn xe lên luôn, chạy xe lên luôn nha. Nhưng mà thường á, những cái căn nhà mà có cái sân như thế này á, thì chúng ta đậu xe ở ngoài cho nó thoải mái, khỏi chạy vô trong nhà ha. Đó thì tường nè nó được ốp gạch rất là cao lên tới trần cho quý anh chị luôn, và những cái tảng gạch rất là to nhìn rất là đẹp. Khi vào bên khu vực phòng khách thì qua thêm một cái lớp cửa nữa nè, cửa này được sơn tĩnh điện với cái tông màu trắng nha, kính là kính mờ nha quý anh chị, nhìn vào không có thấy. Rồi tiếp theo chúng ta đi vào bên trong khu vực phòng khách, vào một cái khu vực phòng khách siêu siêu rộng luôn nè quý anh chị. Ở đây là một cái bộ ghế sofa bằng gỗ ha, ngồi tiếp khách thì cũng rất là đẹp và sang trọng luôn đó. Trên tường ạ, trên tường là những cái khu vực bức tranh nè,
đó, những cái bức tranh thế này rất là đẹp ha. Rồi bên đây là một cái kệ tivi để cho chúng ta đợi tivi là thứ nhất, thứ hai là chúng ta có thể là trưng bày những cái vật phẩm quà lưu niệm ở những cái không gian này rất là đẹp ha. Tường đó được ốp gạch từ phía trước ra đằng sau cho quý anh chị luôn, và cái khoảng không gian này nào quý anh chị, nó rộng cũng khoảng 1 mét á, nên quý anh chị đi nó sẽ rất là thoải mái nha. Đó, rồi đi vào bên trong cái phòng ngủ siêu siêu bự luôn quý anh chị ơi, một căn nhà cấp 4 á mà nó có đến 2 phòng ngủ luôn, quá ư là rộng luôn đó, nên Lộc thấy rất là thích hợp cho chúng ta ở đại gia đình luôn nha quý anh chị. Nếu mà nhà chúng ta đông thành viên á, chúng ta có thể là ngăn ra làm 2 phòng luôn đó. Rồi đi xuống cái khu vực phía sau ạ. Đây là một cái khoảng khu vực bếp nhìn rất là thích nha. Ở đây thì chủ nhà đã set up cho mình một cái bộ ghế bàn ăn nè, gồm 4 ghế ha, trên tường thì treo những cái lọ kiến á. Đó nhìn là rất là đẹp, nhìn cảm giác là không gian nó rộng ra nha quý anh chị. Đó, với một cái căn nhà sâu vào 25 mét như thế này á, thì một cái kệ tủ bếp dưới nè, rất là rộng theo hình chữ Y nha. Ở đây chúng ta đứng tầm khoảng 6 đến 7 người luôn quý anh chị, rất là thoải mái luôn. Đó, nước ở đây chúng ta xài là nước của Hà Lan, là nước sạch, nên quý anh chị yên tâm sử dụng cái nguồn nước ở đây. Đó, tường ốp gạch lên tầm khoảng 1,8 cho quý anh chị nè. Ở đây thì có khu vực để cho chúng ta thờ ông Táo luôn nha quý anh chị. Và đặc biệt cái căn phòng này không phải là phòng ngủ nha quý anh chị, là một cái căn phòng vệ sinh, nó siêu siêu rộng luôn nha. Đó, quý anh chị có thể làm một cái căn phòng ngủ nhỏ ở đây luôn cũng được luôn nha. Đó, nhưng mà ở đây á, chủ nhà làm một cái phòng toilet. Đó, tường ốp gạch lên tầm 2 mét cho quý anh chị nè. Rồi bồn cầu, vòi sen, vòi tắm đứng, vòi tắm cầm tay. Đó, rồi bên đây thì có lavabo và thậm chí là lắp sẵn cái kính cho quý anh chị luôn rồi. Đó, một cái căn phòng vệ sinh rất là đẹp, quý anh chị cũng có thể set up thêm một cái bồn tắm nữa thì rất là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Rồi đến cái khoảng không gian bên tay trái là một cái khu vực là để chúng ta rửa cá hay là rửa thịt ở khoảng không gian này. Rồi đến cái khu vực phòng ngủ tiếp theo, một cái căn phòng ngủ siêu siêu bự bự cho bá à. Rất là rộng luôn. Bên tay phải là một cái kệ tủ bằng gỗ nè, bên tay trái là một cái giường ngủ ha. Rồi ở đây thì hồi xưa là hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ ở đây đó. Thì tất cả những cái nội thất ở chung cái căn nhà này sẽ được tặng lại cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này ha. Một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, quý anh chị thấy thế nào ạ? Chứ riêng Lộc thì thấy rất là thích, cũng như là muốn sở hữu ngay gia đình mình thôi ạ. Một căn nhà với một cái mức giá tầm trung chỉ có 1.680.000.000 thôi là giá đủ căn nhà luôn nha quý anh chị. Một căn nhà sổ hồng riêng, nhà hoàn công, thì đối với căn nhà này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 1.2 tỷ luôn nha. Đó, quý anh chị chỉ cần có tiền mặt tầm khoảng 800-900 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này, đã sở hữu được căn nhà này rồi. Thì phần còn lại Lộc Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng. Đó, một căn nhà hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Thì mọi thông tin chi tiết về căn nhà quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình là 077-201-0726 để Lộc Nguyễn sẽ dẫn cho quý anh chị đi xem thực tế ngôi nhà này và sớm để chúng ta xuống xem, chúng ta ưng rồi thì Lộc Nguyễn sẽ cho gặp chính chủ để thương lượng được cái giá thật là tốt không quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm tìm được cho mình một cái bất động sản đúng theo nhu cầu và đúng theo tài chính ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.